Xin mến chào các anh chị và các bạn nha. Trong video ngày hôm nay em sẽ vào bếp làm món bánh bao nhân sầu riêng. Món bánh có vị ngon không thể bỏ qua. Cách làm ngày hôm nay sẽ tạo nên thành phẩm bánh có lớp vỏ ngoài bông xốp mềm, nhân bánh bên trong tan chảy ngọt béo thơm ngon vô cùng hấp dẫn. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng em thực hiện nhé. Nguyên liệu đầu tiên để làm món bánh bao nhân sầu riêng hôm nay đó là sầu riêng chín. Các anh chị và các bạn nên lựa mua sầu riêng nguyên trái về tách lấy phần cơm bên trong sẽ ngon và chất lượng. Và theo công thức làm món bánh bao hôm nay thì em sẽ sử dụng ở đây là 2 muối sầu riêng khoảng 500g. Sẽ tách bỏ hạt lấy phần cơm sầu. Tiếp theo các nguyên liệu cho phần nhân bánh ở đây thì em có sử dụng theo tỷ lệ như sau. 300ml sữa tươi không đường, 3 thìa canh bột bắp, 100ml nước cốt dừa. Và em sử dụng ở đây là nước cốt dừa dạng lon có bán phổ biến trên thị trường tại các siêu thị hoặc là bách hóa tổng hợp. Ngoài ra thì các anh chị và các bạn có thể thay bằng nước cốt dừa tươi, 2 thìa canh đường cát, 1 thìa canh bơ lạt để phần nhân bánh được béo ngậy thơm ngon, 1/3 thìa cà phê muối iốt. Đầu tiên sẽ cho bột bắp vào sữa tươi không đường. Khuấy cho tan hỗn hợp. Rồi để qua một bên. Tiếp theo sẽ cho phần cơm sầu riêng, đường cát, nước cốt dừa vào máy xay sinh tố. Và đem xay cho thật nhuyễn. Hỗn hợp sầu riêng được xay nhuyễn mịn là đạt. Tiếp đó sẽ bắc nồi lên bếp cho nóng, rồi cho bơ vào làm cho tan chảy. Sau đó cho hỗn hợp sầu riêng xay mịn vào. Thêm muối, sữa tươi đã hòa tan bột bắp. Lúc này sẽ nấu trên lửa nhỏ, đồng thời khuấy đều tay và liên tục tránh để bị bén dưới đáy nồi. Và sẽ nấu tới khi phần nhân sầu riêng sánh đặc lại. Phần nhân sầu riêng đã lăn tăn sôi, sánh đặc lại là được. Sẽ tắt bếp. Rồi đổ ra một cái khuôn. Làm phẳng bề mặt. Và để cho phần nhân này được nguội hẳn, sau đó thì bỏ vào ngăn đá của tủ lạnh trong khoảng thời gian 2-3 giờ đồng hồ cho đông lại.
Tiếp theo, khi phần nhân để được 2 giờ đồng hồ trong ngăn đá của tủ lạnh đã đông lại, em sẽ chuyển qua làm phần vỏ bánh. Nguyên liệu cho phần vỏ bánh ở đây thì em sẽ sử dụng theo tỷ lệ như sau. 1 kg bột mì đa dụng, tùy vào loại bột mì các anh chị và các bạn sử dụng sẽ tạo nên vỏ bánh trắng hoặc là có màu ngạ ngạ vàng. 600ml sữa tươi không đường. Sữa tươi thì các anh chị và các bạn sẽ nấu ấm 40-50 độ để việc lên men sẽ nhanh hơn. 6 thìa canh đường cát, 2 thìa canh bột bắp, 1/2 thìa cà phê bột nở, 15g men nở, và em sử dụng loại men khô thông dụng, có thể làm được nhiều loại bánh khác nhau. 2 thìa canh dầu ăn. Tiếp theo sẽ dùng một cái chậu xài lau cho khô ráo nước. Sẽ cho hỗn hợp đường, men, bột nở, sữa tươi không đường được làm ấm 50 độ C. Trừ lại một ít sữa để điều chỉnh độ bột sau. Dùng phớ lồng đánh cho tan hỗn hợp. Tiếp đó sẽ cho dầu ăn vào. Rồi cho bột mì. Trừ lại một nắm để làm một áo khi nhồi bột. Cuối cùng là bột bắp. Dùng đũa khuấy để cho bột được thấm nước. Bột chưa đủ nước sẽ cho lượng sữa còn lại vào. Tiếp theo dùng tay nhồi bột thành một khối dẻo mịn đồng nhất. Khi nhồi bột thì các anh chị và các bạn chú ý không nén bột xuống, nhồi nâng tay tránh để bột bị chai, chắc sẽ không lên men đạt. Theo tỷ lệ sữa và bột em sử dụng là vừa đủ, bột dẻo mịn không khô cũng không bị nhão. Cuối cùng sẽ bao kín lại, ủ bột trong khoảng thời gian là 1 giờ đồng hồ, bột nở lên gấp đôi là đạt. Bột ủ được 1 giờ đồng hồ đã nở to gấp đôi. Dùng ngón tay ấn một lỗ ở giữa. Bột giữ nguyên là bột lên men đạt. Tiếp theo rải một chút bột mì lên mặt phẳng. Lấy bột ra. Nhồi thêm từ 5 tới 7 phút để bột ra được khí dư. Sau đó chia bột thành 3 phần. Lấy một phần bột nhồi trong thời gian là 1 phút, đảm bảo khối bột dẻo mịn hết khí dư. Tiếp theo chia bột thành nhiều phần nhỏ bằng nhau.
dùng tay lộn từng phần bột. Từng phần bột được lộn xong, dùng khăn che lại và ủ trong thời gian là 10 phút. Đối với phần nhân đã để đông, sẽ cắt chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau tương ứng phần bột. Và các anh chị và các bạn chú ý sẽ luôn bỏ phần nhân trong tủ lạnh để giữ được độ đông, gói tới đâu sẽ lấy ra tới đó, sẽ không bị tan chảy. Sau 10 phút lấy từng phần một, cán rộng đủ gói phần nhân. Phần bột xung quanh rìa sẽ cán mỏng hơn phần bột ở giữa. Rồi lấy một phần nhân cho vào. Sau đó túm lại thành bốn cánh đối xứng nhau. Từ bốn cánh sẽ chia làm 8 cánh như vậy. Sau đó kéo từng cánh chụm lại thành một điểm. Bóp dính các điểm lại với nhau để khi hấp bánh không bị bung ra. Cuối cùng sẽ đặt bánh lên giấy trắng, các anh chị và bạn có thể đặt hai mặt theo sở thích. Cách tạo bánh như vậy sẽ làm cho hết chỗ bột và nhân còn lại. Theo tỷ lệ phần vỏ bánh và nhân thì các anh chị và các bạn có thể làm được từ 18 tới 20 cái bánh to vừa. Theo cách làm phần nhân luôn lạnh thì khi làm tới đâu sẽ mang đi hấp tới đó. Bánh được tạo hình đủ một lượt hấp, sẽ nấu nước cho sôi. Đặt dưỡng lên để hấp bánh. Khi hấp, bánh phải xếp có khoảng cách để khi nở ra bánh không bị dính lại với nhau. Sẽ hấp bánh trong thời gian là 13 phút đối với bánh vừa, 15 phút đối với bánh to. Và sẽ hấp trên lửa vừa, trong thời gian hấp không mở ra xem khiến cho bánh sẽ bị xẹp, nhăn, có thể bị chai bột nhé. Bánh đã hấp được 13 phút, nở to, đã chín, sẽ tắt bếp. Và sau khi tắt bếp sẽ để yên trong nồi thêm 3 phút nữa để ổn định nhiệt. Sau 3 phút sẽ mở vung lấy bánh ra ngoài. Bánh nở to, đẹp, giữ nguyên vẹn, không bị nhăn, rất trắng và thơm. Và sẽ lần lượt hấp hết chỗ bánh còn lại. Bánh được hấp xong có thể ăn nóng hoặc là nguội đều ngon,
Công thức làm vỏ bánh hôm nay để lâu không bị cứng, bông xốp dẻo dai mềm mịn. Và bây giờ xin mời các anh chị và các bạn cùng kiểm tra thành phẩm. Bánh có lớp vỏ bên ngoài bông xốp mềm, có độ đàn hồi rất đạt, độ trắng vừa phải. Nhân bánh bên trong mềm mịn tan chảy, có màu vàng ươm, rất thơm. Khi ăn kết hợp vỏ bánh và nhân có độ mềm mại, dẻo dai, ngọt dịu, béo ngậy tan chảy, thơm ngon vô cùng hấp dẫn. Đang vào mùa sầu riêng chín rộ, nếu thích món bánh bao nhân sầu riêng thì các anh chị và các bạn hãy tham khảo và làm để gia đình cùng thưởng thức nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha.